có biết bà không? Người ta không biết bà mà sao mày biết chị Loan? Bà có ý đồ rồi. Cháu với vào tận nơi luôn, vào tận nơi chỗ gặp cháu với gặp chị Loan xong. Cháu với vào tận nhà gặp chị Loan. Sao nãy giờ ta không biết bà, bà biết người ta mà bà bên bún bò bà qua. Trong khi hồi sáng giờ chị Loan ngồi trong đó nói à, không chị Loan mới là qua nhà, xuống. Chị nói là đi ra phía đó vào, từng nói câu đấy. Nhưng mà em nói chị nghe, chị học chị tình thiệt thì chị nó thẳng thắn ra. Mà tại sao chị úp mở hoài, chị không nói chuyện. Mới nói gặp giờ đã chưa gặp bà nói gì thôi bà nhiều lời quá. Thôi giờ vậy là lúc thì nói chưa gặp, lúc thì nói gặp em có mục đích gì. Mà cơ giờ cô quay phim mà hỏi chị là mục đích chị quay phim mục đích gì để làm gì? Đó chị nói rõ cho em biết. Đi được. Chị úp mở chị ra vô liên tục rồi chị không nói làm sao bà em biết được là chị người thật hay người giả? Phải có một người đối chứ. Phải có người đó. Ủa bà sao bà đi đâu vậy? Sao bà cùng thiệt sao vậy? Cô kiếm ai vậy? Ủa sao bà không trả lời câu nói của người ta mà bà đi kiếm ai vậy? Ủa cháu trả lời cho nên cháu phải ủng hộ cô Hồng Loan chứ cháu có gì đâu. Ủng hộ cô Hồng Loan gì mà sao giờ bà té bà đi thì là xong việc rồi bà quay phim nè phải không? Cháu mới vào nhà cô Hồng Loan xong. Cô làm vậy không được, đừng kéo người ta, đừng ép buộc người ta, người ta không vào thì thôi chứ. Tại sao cứ nói sai? Sao sao nãy giờ ta hỏi bà không trả lời? Cháu nói tôi lấy một hộp thuốc cần một hộp hàng kia hộp. Mà bà quay phim làm gì? Đang thắc mắc hỏi là cái câu quay phim thôi. Đi vào. Chị người ta hỏi chị quay phim làm gì? Chị quay phim thì đem qua bển đưa qua bún bò hả? Bây giờ là hả ngang nhiên lắm rồi con, vô lòng nằm ở trong đó đó. Thôi bây giờ không có cho cổ vô nhà. Không có cho vô nhà nữa. Không có cho vô nữa. Không có cho vô nữa. Khi mới ỉm bùa nữa mất công nữa. Bà này vô đem bùa vô hả? Thôi giờ đúng rồi, tôi nhân quả tôi lãnh. Rồi giờ thôi. Rồi không sai đâu. Rồi thôi, tôi nhân quả tôi lãnh. Giờ chị không có gì ai giờ chị tốt. Tự nhiên quên người ta mà hỏi mà thắc mắc không có ai thì tôi dám hồn. À, người ta thắc mắc chị bên bún bò chị đi qua, chị bên bún bò đi qua chị làm cái gì? Rồi bây giờ bỏ đi rồi. Dạ bỏ đi rồi cô chú anh chị. Báo tin rồi đó. Bỏ đi quay lại bên kia rồi kìa. Báo quay giờ nữa là bán xạo rồi đó. Đứng ra là mấy bà. Ở thì nói chung là cô này cũng có bất xúc chia sẻ một chút đến. Thì các cô đó đã cũng quay lại cô chú anh chị. Các cô mà hôm qua tích thức mà kêu có anh trai luật sư đó cô chú anh chị đó hăm dọa bọn em đó cô anh chị. Thì sáng nay cũng đến đây bọn anh em cũng được ghi hình cho cô chú anh chị được biết cái tình hình người này như thế nào cô chú anh chị, giả nó thật. Nó cô chú hay là bị chuyện ha. Rồi cũng có nhiều cô chú anh chị đi ngang qua đây hỏi là bà ăn bún bò với nó cô chú anh chị nhiều lần với nó rồi bây giờ bác qua đây giờ hỏi bác quay phim vấn đề gì bác cũng không nói được ra luôn cô chú anh chị ấp mở đó giờ bắt đầu đi rồi cô chú anh chị đó cô chú anh chị thấy không đâu có đơn giản đâu đó cả nhà hiện tại thì em mới tới đây đó cô chú anh chị. Rất đau khổ là một mình em quay đâu cô chú anh chị, rất nhiều anh em quay luôn hôm qua còn thách thức em nữa. Cô chú anh chị thì sáng nay rất là anh em YouTube cũng đã đăng đây cũng chia sẻ nó hỏi một phần rồi cô cũng nó cũng thừa nhận luôn nó cũng vậy không quay phim này để làm gì chị cũng không nói được không trả lời được đó cô chú. Nói khi mà bà quay đó cô chú chị cứ quay xong là bà gửi đi qua đầu em chặt bà em nói bà qua đầu là bà gọi điện thoại mà giả đò vậy em biết cô chú anh chị cô chú thiệt thì phải nghĩ vậy có bức xúc không có nhiều có comment nó kích động rồi mà em cô chú nó kia em thì có được cái vỏ mồm giống nó này không dám làm gì xin lỗi nó thiệt nếu bạn có coi thêm video này nha cái tôi sợ tôi không có đăng cái video này đâu nghe bạn
đừng có hù dạ mình nha. Đó, cô chú anh chị, thì em cũng mới tới đây. Đó, thì em cũng cập nhật tình hình trước nhà chị Loan cho cô chú anh chị biết sáng hôm nay. Buổi sáng, cô chú anh chị. Hồi lúc 9 giờ mấy cô chú anh chị cũng có cô ở gặp hồi xóm, cô cũng bức xúc lên. Tới hổ bà thì bà cũng vừa đi ra phía trước. Đó, cô chú anh chị. Vừa ra phía trước. Đó, cả nhà. Cực kỳ luôn. Trái nhà đó mà chuột rồi cả nhà. Còn hôm qua còn thách thức hôm dạ em nữa chứ. Trời ơi trời. Nghĩ mình là ai chứ. Bọn em ở đây là bọn em quay để chia sẻ cuộc sống thường ngày chị Loan. Còn mấy anh em YouTube là nào tới là em nói chung là bọn em biết hết. Đó, khi anh em cho tới là cũng nói hỏi em anh quay để làm cái gì, anh cứ làm YouTube thì nói chung là sao anh em cũng hỏi một phần là sao mới biết nhau chung. Đó, còn có cô này tiện đó là không biết luôn nha cô chú chị. Hôm qua nay đâu là sáng nay lại tới tiếp là bọn em cũng hỏi này hỏi kia đó, cô cũng có thừa nhận luôn. Nó có bún bò qua rồi có một chú hàng xóm ở bên chú cũng chạy qua là kia là bên của em bún bò nhiều lần rồi bên bún bò qua đó. Nó thì em cũng quay đăng cái video của chú anh chị xem nó cả nhà, chứ bọn em đâu có bị chuyện đâu cô chú anh chị. Đó rồi ăn chay mà cô chú anh chị, ăn chay mà em bún bò làm sao ăn chay của chú, để giả tạo không cô chú, ăn chay giả tạo không cô chú nhỉ? Ăn chay mà ăn bún bò. Đó cô chú anh chị. Thôi tin ra miền cái khúc clip ở đây nha cô chú chị nha. Nó tình hình rất là ái luôn đó, cô chú anh chị. Cái bài này cực kỳ luôn, căng luôn. Còn thách thức bọn em đó cô chú anh chị cũng thấy trong video rồi đó. Nói chung là bọn em có đâu có bịa chuyện đó đâu. Thì các cô hàng xóm của cô cũng đã tới, cô cũng nói thẳng luôn, chửi thẳng mặt luôn. Bà hết đường chối cãi luôn cô chú anh chị. Đó, thì em quay sơ coi thôi, bà có chậm bắt quanh lại không. Hôm qua cũng vậy, bà ngồi đây đã rồi, bà cũng đi tới ra đằng trước. Bây giờ xong rồi, mà khi bà ra tới phía trước là em vừa tới đó là có xe chở bà đi mau luôn chú. Chở xe lên xe ngồi rẹt mau hát luôn. Đó cả nhà. Đó, ngồi lên xe chạy đi luôn. Đó, thôi bà sáu mới đọc cho kết thúc cho clip này của chú anh chị. Bây giờ hay cho em một like một lượng ký của chú anh chị, cho bà sáu có thêm còn được một like. Bây giờ hay cho cô chú anh chị xem nha.